Tôi rất là hay chóc da tay này, hoặc là kiểu chóc da chân, nói chung là chóc như con rắn ấy. Chóc như con rắn ấy. Chào các bác, tôi là Linh đây, và ngày hôm nay thì chúng ta đã có một video mới. Nhưng hôm nay thì sẽ là về chủ đề, đấy là chủ đề body lotion. Và đây là một cái chủ đề mà mọi người hỏi rất là nhiều. Ngày hôm nay thì tôi nghĩ sẽ là một trong những cái tập mà tôi sẽ làm về body lotion. Đây sẽ là kiểu tập đầu tiên. Nhưng mà thôi, tôi sẽ không kiểu chia tập 1, tập 2 đâu, tại vì tôi sợ là tôi sẽ quên và không làm hết các bác ạ. Đấy nhá, thì hôm nay sẽ là một cái cẩm nang những cái điều cần biết nhất về body lotion. Theo tôi thì body lotion chia ra làm 3 loại. Thứ nhất đấy là loại kem dưỡng thể mà có mùi. Thứ hai đấy là loại kem dưỡng thể mà có thể làm thay đổi tông da, ví dụ như làm trắng da hoặc là làm giảm nắng đi. Và kiểu cuối cùng đấy là body lotion dưỡng ẩm. Thực sự là từ khi mà tôi làm người mẫu ấy thì tôi đã biết đến body lotion và sử dụng khá là nhiều. Và đương nhiên tôi nghĩ là bất cứ một ai khi bắt đầu tìm hiểu body lotion thì đều biết đến những cái loại lotion có mùi. Thì có 3 hãng khá là nổi tiếng trên thế giới và Việt Nam mọi người cũng sử dụng rất là nhiều, đấy là The Body Shop, Bath & Body Works với cả là Victoria's Secret. Thì ba cái loại này tôi đều đã từng sử dụng và trước đây thì tôi đã bán cái loại này luôn. Thì những cái loại này nó đều rất là thơm và nó còn cái sự đặc trưng riêng khác nhau. Thực sự là đến bây giờ tôi vẫn theo dõi những cái dòng sản phẩm mới ra của cả ba hãng này và tôi hoàn toàn có thể đọc tên và kiểu phân tích cái mùi này vô cùng cẩn thận nếu mà các bác muốn. Có một cái điểm mà body lotion có mùi nó khá đặc biệt so với cả những cái loại còn lại, đấy là nó có thể dùng để làm cho cái người mình nó khá là thơm. Và nếu mà những bạn nào mà giống tôi kiểu như là không sử dụng được nước hoa ấy thì mọi người sẽ thấy là cái mùi của body lotion nó khá là thoải mái, cũng như là những cái hương hoa này hay là hương gỗ, hương quả ấy, nó đều không bị kiểu quá là đậm mùi giống như là nước hoa. Và nếu mà mọi người sử dụng cái mùi body lotion đấy trong một thời gian dài, ví dụ như là từ 1 đến 2 năm trở lên chẳng hạn, cùng một mùi thôi nhá, thì mọi người sẽ có một cái mùi thơm đặc trưng của mình luôn. Và bất cứ khi nào mà ra đường thì người ta cũng sẽ nhận ra đấy là mùi của mình. Đối với cả body lotion thì thực ra là tôi không quá khắt khe về chuyện đấy là có mùi hay là không có mùi. Tại vì thường là nếu mà có mùi ấy thì cái hàm lượng tinh dầu ở trong này rất nhiều. Ví dụ như là có thể những cái loại dầu thường gặp ấy, đấy là lavender oil này, một loại có thể gây dị ứng trong mặt nhá. Nhưng mà bôi body tôi thấy khá là ổn. Rồi mình có cả citrus oil hay là những cái loại hương gỗ nhiều ấy, thì ở trong này người ta cũng sử dụng thường xuyên. Vì vậy nếu mà khi mà mọi người gặp vấn đề với cả việc là da bị quá khô hay là bị dị ứng với cả body lotion có mùi, hoặc cũng có thể có một số bạn sẽ bị ngứa nữa. Còn một điểm cuối cùng về mùi mà tôi muốn nói nữa, đấy là đối với skin care, khi mà sử dụng những sản phẩm có mùi, có hương liệu ấy thì nó có thể gây hại cho da bởi da khá là nhạy cảm. Nhưng mà đối với cả body ấy thì tôi không gặp vấn đề gì nhiều cả. Và tôi cảm thấy là thực sự là cái việc bôi body lotion lên người nó không chỉ là một cái việc giúp cho da mọi người mềm mại mà nó giúp cho mọi người có thể thư giãn, thì đấy mới là cái quan trọng và nó là một cái liệu pháp để kiểu như giải tỏa tinh thần ấy, thì đấy mới là cái tác dụng chính của body lotion. Và cái hãng mà trong những cái hãng mà tôi vừa kể các bác mà tôi thích nhất thì là của Bath & Body Works, tại vì thực sự là tôi thấy nó khá là rẻ với cả là nó có rất là nhiều mùi khác nhau cho mọi lựa chọn. Hãng thì có rất là nhiều mùi kinh điển, trong đấy thì tôi có thích được hai cái mùi nhất. Mùi nhất đấy là mùi Dark Kiss, thì mùi đấy tôi cũng lâu lâu rồi không sử dụng. Mùi nó khá là kiểu hơi nồng một xíu nhưng mà nó lại rất là kiểu huyền bí. Còn mùi thứ hai là mùi mà tôi nghĩ là sẽ rất nhiều bạn thích mặc dù cái vỏ nó hơi tởm các bác ạ, đấy là mùi Beautiful Day. Thì cái mùi này là cái mùi mà tôi đã dùng kiểu rất là nhiều lọ này rồi. Mặc dù là lọ này tôi lâu lâu cũng không dùng, nhưng mà cái mùi này nó là mùi hoa kết hợp với một chút mùi gỗ. Và khi mà sử dụng lên thì cảm giác là cái người mình nó khá là thanh thoát ý, chứ nó không phải kiểu bị rất là nồng hay là rất là nặng. Và nếu mà bác nào muốn tìm một cái mùi mà nó thơm nhẹ nhàng và khi mà mình bôi lên mình cảm giác là nó khá là thanh ấy, thì các bác nên thử cái này. Nếu mà ngấm thích nước hoa cho tôi chẳng hạn thì mọi người có thể tham khảo cái mùi này. Và tôi sẽ để list một vài cái mùi mà tôi thấy nó khá là phổ biến cũng như là khá là nhiều bạn thích của Bath & Body Works ở đây cho mọi người cùng xem nhé. Loại thứ hai đấy là body lotion có thể làm thay đổi tông da, thì sẽ có hai kiểu đúng không, như tôi vừa chia sẻ, đấy là kiểu để dưỡng trắng và kiểu thứ hai là để dưỡng nâu. Thì đối với dưỡng trắng ở châu Á thì khá là nổi tiếng và mọi người cũng sẽ thấy đấy là dưỡng trắng thì nó cũng sẽ chia làm hai loại luôn. Một loại đấy là dưỡng trắng và nó sẽ trắng lên trong một thời gian dài, và loại thứ hai đấy là dưỡng trắng kèm với make up.
Tức là khi mà mọi người kiểu sử dụng những cái dưỡng trắng make up ấy thì nó sẽ có khá nhiều titanium dioxide ở trong đấy để giúp cho cái tông da mọi người lên tông luôn khi mà mọi người sử dụng. Còn đối với cả những cái sản phẩm dưỡng trắng lâu dài thì ở Việt Nam mình rất là dễ bị nhầm lẫn với là kem trộn nếu như mọi người không tìm được một cái địa chỉ uy tín. Và khi mà bôi kem trộn lên tay thì mọi người sẽ thấy là nó vừa khả năng kiểu make up luôn này, và nó vừa khả năng làm cho mọi người kiểu trắng bất tông trong một thời gian ngắn. Thì với những cái loại như này mọi người hoàn toàn phải rất là để ý khi mà mình sử dụng. Những sản phẩm mà dưỡng trắng trong thời gian dài ấy, thì nó sẽ kèm với cả dưỡng ẩm luôn. Vì vậy mà tôi sẽ nói kỹ hơn ở cái phần 3 cho mọi người cùng biết nhé. Nói thật là về dưỡng trắng body thì thực sự là tôi không có kinh nghiệm nhiều lắm, bởi vì cá nhân tôi thấy là cái mặt tôi nét nó khá là sắc ấy. Thế nên khi mà da quá trắng ấy thì nhìn nó trông không được đẹp lắm. Thế nên là tôi thích kiểu mặt tôi với người tôi nó phải hơi nâu nâu một chút. Thế nên là tôi có nhiều kinh nghiệm về khoản dưỡng nâu hơn. Đối với body lotion tanning mà nó dễ kiếm nhất ở Việt Nam thì tôi thường sử dụng cái loại của Banana Boat. Thì cái loại đấy thì nó khi mà mình bôi lên ấy thì nó sẽ có màu nâu luôn. Tôi không có sẵn ở đây tại vì kiểu thường là khi mà tôi cứ đi biển là tôi sẽ dùng hết một cái chai đấy luôn. Và lúc mà mình sử dụng cái đó ấy thì da mình nó sẽ có một cái màu nâu, là màu nâu kiểu như là make up ấy. Và cộng thêm một điểm đấy là nó rất là ăn nắng, thế nên là chỉ cần kiểu hơi da nắng một chút thôi, đấy là cái da mình nó sẽ nâu hơn rất là nhiều rồi. Tuy nhiên đấy là các bác cũng biết, khi mà mình phơi nắng thì nó không tốt cho da đúng không? Nhưng mà thực ra là tôi cảm thấy là tôi vẫn phơi nắng khá nhiều, đây là một tật xấu tôi cần phải thay đổi dần trong tương lai. Cứ ra biển là không thể nào mà tránh được cái việc là nằm ở đấy kiểu trườn ườn ra, và mình cảm thấy là kiểu rất là sung sướng ấy. Đến phần cuối cùng mà tôi nghĩ sẽ là một cái phần mà các bác có thể sẽ quan tâm nhất, tại vì đây nó sẽ là một cái sản phẩm body lotion mà nó dưỡng ẩm và nó thực sự là cấp ẩm tốt cho da. Đấy thì mấy cái sản phẩm này mà tôi giới thiệu thì nó cũng sẽ có thêm một vài chức năng khác. Tuy nhiên là cái kết cấu chính của nó vẫn là để dưỡng ẩm, và dưỡng ẩm rất là tốt. Đầu tiên thì là một cái hãng mà thực sự tôi thấy ở bên nước ngoài người ta dùng rất là nhiều, nhưng mà không hiểu vì sao ở Việt Nam thì nó không có một cái quảng cáo nào, cũng không có một ai kiểu biết nhiều đến nó lắm. Đấy là sản phẩm body lotion của CeraVe. Và CeraVe thì nó có sản phẩm này là một cái sản phẩm mà tôi cực kỳ đam mê các bác ạ. Đây là sản phẩm CeraVe SA Lotion Rough and Bumpy Skin. Thì đây là một cái dành cho những cái bạn nào mà da kiểu như là da bị sần nhiều này, hay là da kiểu có cái texture nó không đẹp ấy, thì thực sự đây là một sản phẩm rất là tốt. Sản phẩm này thì nó kết hợp một vài cái chất ở trong này để giúp cho mọi người có một cái làn da mịn màng. Thứ nhất đấy là nó có salicylic acid, mọi người đã biết là nó có thể giúp mình có thể bạc sừng này, thì nó sẽ làm như kiểu là tẩy da chết một chút nhá. Và nó vẫn có những cái chất để làm mịn da như là những cái chất hút ẩm hay là ceramides này. Và bản chất là cái chai này khi mà mọi người bị những cái như kiểu là mụn lưng chẳng hạn ấy thì sử dụng cái này siêu siêu thích luôn. Tôi toàn dùng cái này nhá, với cả là sữa rửa mặt của Inculis ấy, tôi dùng một chút lên những cái phần mà lưng mình hơi có mụn lưng. Thì xong rồi là mình bôi cái kem dưỡng này vào ấy thì thấy da mình sau một đêm thôi là nó đã thay đổi rất là tốt rồi. Và cái chai này nó còn xinh nữa chứ, các bác thấy nó xinh không, kiểu trông nó rất là đáng yêu luôn ý. Và đặc biệt đấy là cái chai này của hãng CeraVe thì nó không có hương liệu. Tuy nhiên có một cái lưu ý mọi người mà hãng cũng đã đề cập ở trong sản phẩm này, đấy là mọi người không nên sử dụng sản phẩm này trên vết thương hở thì nó có thể gây là bỏng rát da ấy, thế cái này mọi người chú ý nhá. Còn lại thì sản phẩm nó cực kỳ tốt luôn, và mọi người sẽ thấy là đây là một trong những cái lotion mà mọi người nhất định là phải có ở nhà. Ngoài cái việc là mọi người có một cái body lotion mà giúp da mình có thể là giảm những cái mụn này hay là giảm cái độ sần của da ấy, thì có một cái món nữa là cũng của nhà CeraVe luôn. Cái này là CeraVe Moisturizing Cream. Đây là một cái sản phẩm mà tôi đã từng nói trong video những cái kem dưỡng ẩm để cho da khô theo mặt ấy. Thì cái này dùng được cho cả body luôn. Và thực sự là cái này nó khả năng cấp ẩm rất là tốt luôn so với những loại tôi đã từng sử dụng. Và nó có thể giúp mọi người hồi phục da này, và giúp cho da mọi người nó vô cùng mịn mềm luôn. Đặc biệt là trong mùa đông, những bạn nào mà hay kiểu giống tôi nhá, tôi rất là hay chóc da tay này, hoặc là kiểu chóc da chân, nói chung là chóc như con rắn ấy. Chóc như con rắn ấy. Khi mà tôi bôi cái này vào những cái phần tay ở đây này, hay là vào cái phần kiểu chân ấy, thì nó giúp mình đỡ khô hơn rất là nhiều, đỡ vẩy hơn, rồi là kiểu nó trông cũng được căng mịn. Đương nhiên là đến ngày hôm sau trời khô thì nó cũng sẽ vẫn bị lại thôi, nhưng mà tôi thấy bôi bạn này cũng rất là tốt khi mà vào mùa đông. Sản phẩm tiếp theo là một sản phẩm mà tôi cũng rất là đam mê của nhà Neutrogena. Thì thực ra Neutrogena thì tôi không thích nhiều dòng sản phẩm lắm, nhưng mà cái sản phẩm Hydro Boost này thực sự là một cái sản phẩm mà nó tất cả những cái sản phẩm của cái dòng này đều rất là tốt, kể cả cái kem dưỡng ẩm của nhà Neutrogena nó cũng rất là nhẹ, rất là lỏng, rất là ẩm luôn. Và cái loại này cũng vậy, nhưng mà cái loại này thì tôi nghĩ là ít người biết, tại vì đây là một cái kem dưỡng mà thực sự là nó
cấp ẩm rất là tốt, căng bóng da có thể nhìn thấy rõ luôn, là mỗi lần mà tôi kiểu lên sân khấu ấy mà tôi bôi cái này vào ấy thì chân tôi nó kiểu bóng loáng luôn ấy. Để mà làm được cái việc mà giúp cho cái làn da mình nó căng bóng ấy thì trong này nó có một cái chất mà nó vô cùng cần thiết cho da mà ai cũng biết rồi, đấy là hyaluronic acid đúng không? Thì cái hyaluronic acid ở trong này ấy, nó là một cái loại mà sử dụng công nghệ rất là xịn. Và mọi người cũng biết ý, giống như kiểu là ở trong rap đi thì mình có flow, có beat, rồi là có lời này đúng không? Nhưng mà ở trong kem dưỡng thì nó cũng sẽ phải có chất kem, rồi là có active, có inactive. Và công nghệ cũng đóng một cái vai trò rất là quan trọng. Thế công nghệ làm nên cái chai này là một công nghệ rất là xịn. Hai cái tiếp ra mà tôi thấy rất là nên đầu tư cái sản phẩm này, cái thứ nhất đấy là những bạn mà da từ da thường đến da khô. Và thứ hai đấy là những bạn nào mà bị dạn da rất là nên có cái chai này. Thì khi mà dạn da ấy, cái việc mà mọi người bổ sung hyaluronic acid cho da nó vô cùng quan trọng luôn. Nó có thể giúp cho mọi người là cải thiện cái texture của da. Và khi mà những cái vết dạn nó còn đỏ ấy thì mọi người sử dụng sản phẩm này này, kèm theo một vài sản phẩm thuốc bôi sẹo cũng có thể là giúp cho mọi người cải thiện được cái vết dạn nó khá là tốt. Sản phẩm này các bạn thấy là nó cực kỳ to luôn, mà giá của nó cũng siêu siêu bình dân nữa. Mùi của bạn này thì hơi có mùi hoa quả một chút, và trong sản phẩm này có hương liệu nhưng mà cái nồng độ nó không quá nhiều đâu. Thế mọi người đừng quá lo lắng nhé. Cuối cùng là một hãng body lotion mới ra mắt ở Việt Nam, thì đây là Freshity. Và sản phẩm này thì tôi đã từng giới thiệu các bác rất là nhiều lần ở trên Instagram rồi. Đây là dòng Milky Body Lotion. Và cái loại này tôi còn dùng hết rồi cơ, nhìn này, hết một hộp rồi. Nếu như cái sản phẩm body lotion ở trên ý, nó sẽ kết hợp như kiểu là CeraVe thì nó sẽ là vừa tẩy da chết này, vừa dưỡng ẩm, hay là hyaluronic acid, hay là Neutrogena thì nó là vừa có thể giúp căng bóng, vừa làm dưỡng ẩm. Còn cái sản phẩm này của Freshity thì nó chính là sự kết hợp của body lotion mục 2 và mục 3. Đấy là nó vừa có thể làm dưỡng ẩm và vừa dưỡng trắng luôn. Nghe cái tên giới thiệu thôi thì mọi người sẽ biết đấy là sản phẩm này nó có thành phần là gồm hai nhóm chính. Cái nhóm thứ nhất đấy là nhóm dưỡng ẩm thì nó sẽ vẫn gồm những cái chất như kiểu là shea butter hay là sử dụng argan oil, glycerin. Còn cái nhóm thứ hai đấy là nhóm để làm trắng thì sử dụng kojic acid với cả là arbutin, thì đấy cũng là những cái chất khá là quen thuộc thôi. Ngoài hai cái nhóm chất này ra thì sản phẩm sẽ có một xíu là aloe vera, đấy là cái lô hội ấy. Thì khi mà mình sử dụng lên da thì mình thấy là da rất là dịu này, đặc biệt đấy là sử dụng sau khi mà tôi thường giống như tắm nước nóng quá ấy, thì da nó hay bị đỏ lên ấy. Thế dùng cái này xong rất là dịu. Thế nên là nếu mà các bác kiểu đi nắng này, da mình nó hơi đỏ lên, hơi khó chịu, hơi kích ứng một chút, mình bôi cái này lên cũng rất là ok luôn. Sản phẩm này có kết cấu là sữa lỏng, khi bôi lên da mọi người thấy đấy là cái texture nó rất là thoáng luôn, không hề gây bí da và không hề gây bít tắc. Thực sự tôi phải nói thật đấy, thì sản phẩm này tôi thích nó ở cái điểm vô cùng luôn, đấy là nó thấm rất nhanh và nó rất là thoáng. Nó khác hoàn toàn với cả những cái body lotion mà tôi đã từng dùng trước kia của nước ngoài. Tất cả những cái loại kia ấy thì nó đều là bôi xong nó sẽ hơi dính một chút và nó kiểu mềm mềm và nó hơi nhớm nhớp ấy. Cái loại này thì nó hoàn toàn là khô thoáng và thực sự là cảm giác rất là thoải mái luôn. Da mình thì nó vẫn mềm mịn nhưng mà không hề cảm giác là gây bết. Đối với cái trải nghiệm cá nhân của tôi nhá, thì khi mà sử dụng cái sản phẩm này của Freshity này thì tôi dùng hết cái lọ này rồi, thì tôi cảm thấy là sử dụng xong thì da mình nó cũng trắng lên thật. Mà bây giờ chân tôi đang rất là trắng luôn ý, trắng hơn hẳn sau cái đợt tôi đi Nha Trang về. Cái đợt đấy đi về tôi dùng kiểu tanning lotion ý, nhưng mà đợt này thì đỡ hẳn, bởi vì là da mình nó được cái sự cung cấp của arbutin với cả kojic ở trong này thì da nó khá là sáng. Đương nhiên là không phải là một ngày hai ngày các bác ạ, mà tôi dùng cái lọ này cũng khoảng tầm hơn 2 tháng rồi nó mới hết. Giá của cái hộp này thì nó là 390.000 trong một hũ là 250g, và khi mà các bác mua ở trên website, link thì tôi sẽ để ở dưới cái phần description nhé, thì sẽ có giá tốt hơn rất là nhiều, đấy là được giảm thêm 10% nữa khi mà các bác nhập code là LIN10. Ngoài ra thì mình có giá ship rất là tốt luôn, đấy là chỉ 15k thôi. Hãng này thì khá là ít sale ấy, thế nên là đây là cái cơ hội rất là hiếm, mọi người nhớ tranh thủ. Và cái code này thì số lượng cũng có hạn nữa đấy. Ở trong video ngày hôm nay thì tôi đã nhận PR cho Freshity. Và thực sự đấy là kể cả sau này luôn, nếu mà tôi không có làm video về cái sản phẩm này nữa thì tôi sẽ vẫn tiếp tục sử dụng và vẫn sẽ chia sẻ với mọi người trên Instagram. Tại thực sự đây là một cái món mà tôi rất là thích và tôi đã thử nghiệm rất là lâu thì mới dám lên video. Tôi cũng muốn chia sẻ các bác một chút, đấy là thực sự là cái kênh của tôi ấy là một kênh khá là nhỏ. Thế nên là gần như là từ cái hồi mà tôi bắt đầu làm cái kênh này thì tôi không có nhiều booking lắm về những cái sản phẩm kiểu nước ngoài ấy, mà đa số những booking mà nhận được ấy thì đều là của các cái hãng ở Việt Nam. Trong số những cái hãng mà đã từng email tôi thì có cả kem trộn luôn các bác ạ. Thực sự đấy là khi mà tôi đọc những cái email ấy thì tôi mới chỉ nhận đúng 5 hãng là hãng của Việt Nam mang về nhà thử, và tôi mới chỉ nhận PR đúng 2 hãng ở trên cái kênh của mình. Đấy là một cái video khá là nhỏ, cái sản phẩm của Cocoon
Còn cái thứ hai đấy là cái sản phẩm này của Freshity thì là một hãng dưỡng thể. Thế nên các bạn yên tâm, đấy là những cái sản phẩm Việt Nam mà được giới thiệu ở trong cái kênh của mình ấy, thì tôi cũng tìm hiểu rất là kỹ, cũng như là phải test nó ở trên da của mình rất là nhiều lần thì mới dám giới thiệu cho mọi người. Và để cho các bác có thể cũng yêu thích cái concept của Freshity giống như tôi, và thực sự là biết thêm nhiều về cái sản phẩm Milky Body Lotion này, cái sản phẩm dưỡng thể kèm với cả dưỡng trắng trong cái thời gian dài có thể giúp mình là bảo vệ da, phục hồi da và nâng tông da, thì mọi người đừng quên đấy là tham gia một cái giveaway của tôi, và tôi sẽ dành hẳn 10 phần quà cho mọi người luôn, để mọi người thấy là cái sự kiểu yêu thích của tôi về hãng này nó như thế nào. Tôi sẽ để cái hướng dẫn chơi giveaway ở phần comment, và hy vọng là mọi người có thể tham gia được, cũng như là có thể may mắn trúng một số phần quà của tôi. Và đặc biệt đấy là chúng ta hãy cùng nhau đưa cái thị trường body lotion ở Việt Nam nó trở về đúng với cái giá trị của nó, và chúng ta hãy hoàn toàn tự hào đấy là Việt Nam chúng ta có những cái sản phẩm body lotion rất là tốt, có thể cạnh tranh được với những sản phẩm ở trên thế giới. Vừa rồi là chia sẻ của tôi về một cái cẩm nang mà bao gồm rất là nhiều loại body lotion, đấy là loại có mùi này, loại làm thay đổi tông da, đấy là loại dưỡng ẩm. Thì hy vọng là mọi người đã có thể thích, với cả là biết thêm nhiều thông tin hay ho về cái video này, cũng như là biết thêm nhiều những cái sản phẩm body lotion mới. Các bạn đừng quên đấy là theo dõi kênh Swatchy Styling của tôi, cũng như là theo dõi một vài nền tảng khác của tôi, đấy là Instagram, TikTok và cả Facebook. Tôi có một cái group ở trong đấy mọi người chia sẻ những câu chuyện về da với nhau và cùng tâm sự, cùng tranh luận. Thì các bạn đừng quên đấy là ấn vào link dưới phần description để vào nhóm nhé. Chúc các bác có một ngày vui vẻ. Bye bye.